Ở chỗ anh hai kìa. Đâu á? Đó này nè. Nó trẻ gì thấy. Nó đang chờ ăn đó. Nó đang xin nước ăn á. Phóng qua đó. Nó phóng qua nè. Làm em coi đó ba. Nó giận lắm rồi đó. Hay không? Đừng chọc nó. Nó giận rồi đó, con chọc nó bay qua. Đây nè, đây hai con nữa nè. Ờ, có coi lạc đà ha. Ừ. Cái là có nó đưa tay vô miệng nó cắn cái gì cũng mấy con ăn cỏ mà. Ôi cái gì nó khóc quá. Cô lấy đọt cây cho nó ăn đó. Sao vậy? Con đút nó đi. Đút nó đi. Đưa đây cho bác. Dạ, cảm ơn. Không, đúng rồi con, đút vô miệng nó ăn đi. Nó đút đi con nhá nhá nó chị con. Đút vô miệng nó, đút thẳng vô miệng nó đi. Đi. Đút thẳng vô, ừ. Bà lấy nó tự giật luôn. Tự giật luôn hả? Cái này cái câu mà hơi che đâu. Tưởng tượng à. À con kia đi tới. Nhỏ.
bây giờ ở đây nha. Nè Long, Khang, 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 Long cầm giùm ba này, mẹ gọi hay gì đó. Không. Chứ có mà không.